Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 mới được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy chênh lệch giữa thu nhập bình quân hộ giàu và hộ nghèo là hơn 8 lần. Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, thu nhập bình quân chung của cả nước đạt khoảng 4.230.000 đồng một người một tháng, giảm khoảng 2% so với năm 2019. Trong đó nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân năm 2020 đạt 9.108.000 đồng một người một tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất với mức thu nhập 1.139.000 đồng một người một tháng. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng trong năm vừa qua, chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2.89 triệu đồng một người một tháng, tăng 13% so với năm 2018. Trong khi đó, chi tiêu bình quân đầu người của nhóm giàu nhất cao hơn 3,5 lần nhóm nghèo nhất. Cụ thể, nhóm hộ giàu nhất chi bình quân sắp xỉ 4,8 triệu đồng một người một tháng, trong khi hộ nghèo chi gần 1,4 triệu đồng một người một tháng.